giờ mời các bạn cùng theo dõi thực hiện món vịt nướng chao. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món này thì cực kỳ đơn giản các bạn à. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị nửa con vịt, ớt sa tế, hành tím băm, nước cốt chanh, dầu điều, 4 viên chao trắng, một số gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon. Thưa các bạn, với thịt vịt này chúng ta có thể lóc bỏ xương hoặc để nguyên xương thì theo sở thích của mình. Các bạn tiếp cứa xéo nhẹ như vậy. Tiếp tục anh sẽ cắt cái phần da luôn nha. Cứa xéo nhẹ như vậy. Thưa các bạn, chúng ta nên cứa xéo hai mặt miếng thịt vịt như vậy để thịt vịt chúng ta thấm vị hơn, và sau khi thịt nướng xong thì miếng thịt chúng ta sẽ đẹp mắt hơn. Bây giờ mời các bạn theo dõi cách ướp nha các bạn. Chúng ta cho vào đây khoảng chừng 4 cái viên chao. Anh Vũ ơi, với món ăn này thì em còn có một thắc mắc, chúng ta lựa chao như thế nào để cho thật là thơm ngon, làm cho món ăn của chúng ta càng thêm hấp dẫn vậy? Thưa các bạn, chúng ta chọn chao nấu, viên chao nổi lên trên phần nước chao như vậy là rất là ngon đó nghe các bạn. Kế tiếp mình cho vào đây một ít hành tím băm để cho thơm hơn ha. Các bạn nhớ chúng ta tán nhuyễn như vậy. Kế tiếp cho khoảng chừng 1 muỗng canh ớt sa tế, cho vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu điều, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Anh Vũ ơi, cho em hỏi chút xíu là tại sao mình sẽ cần ướp với 1 muỗng cà phê nước cốt chanh vô vậy anh? Thưa các bạn, chúng ta nên ướp thịt vịt với lại 1 muỗng cà phê nước cốt chanh để cho thịt vịt được mềm sau khi nướng. Chúng ta sẽ cho vào đây 1 muỗng canh hạt nêm aji ngon, 1 muỗng cà phê đường và khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Anh Vũ ơi, mỗi khi mà làm món ăn mà có nguyên liệu thịt vịt á thì cũng nhiều người rất là lo ngại, bởi vì thịt vịt tự nhiên thì nó hay có một cái mùi nó hơi nồng hơn so với thịt gà chẳng hạn, thì giờ mình làm sao giải quyết được chuyện này ạ? Thịt vịt này sau khi chúng ta làm sạch xong thì chúng ta nên rửa với lại gừng và rượu trắng để cho khử cái mùi nồng của thịt vịt, và thịt vịt chúng ta được thơm hơn nha các bạn. Chúng ta sẽ cho nguyên cái miếng thịt vịt vào trong, chúng ta ướp đều hai mặt nha các bạn. Và Hồng Thanh có biết chúng ta ướp khoảng bao lâu thì thịt vịt chúng ta mới thấm không? 5 phút được không anh? 5 phút là không được đâu, chúng ta ướp khoảng chừng 1 giờ hoặc 1 giờ 30 phút là được nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới giai đoạn chúng ta sẽ nướng thịt vịt. Và thưa các bạn, chúng ta sẽ cho vào lò nướng với 180 độ khoảng 30 phút là thịt vịt chúng ta vừa chín và phần da vịt chúng ta vừa vàng là được nha các bạn. Rồi, và không những thơm mà anh nghe cái miếng xèo xèo rồi đó, dạ, là dạ, thịt vịt dạ. Là chín rồi, để anh lấy ra nha. Dạ. Đây, thưa quý vị, thịt vịt sau khi chúng ta nướng xong, vừa lấy ra khỏi lò thì chúng ta không nên cắt liền. Thứ nhất, các bạn sẽ bị phỏng tay. Và thứ hai, để chúng ta giữ lại nước ngọt của thịt vịt. Đây, anh sẽ cắt ra thành những miếng vừa ăn. Rồi, rồi bây giờ anh mời em. Dạ đây. Đây, cắt sẵn những miếng này của anh. Rất là hấp dẫn. Món thịt vịt nướng chao ngày hôm nay rất là vừa miệng quý vị ơi. Thịt vịt sau khi nướng xong thì vẫn giữ được cái độ mềm, ngọt và mùi thơm.